Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với bản tin thể thao của Đài Truyền hình Đồng Tháp. Thưa các bạn, như chúng ta đã biết thì vào chiều qua, trái bóng tròn của V-League 2011 lại tiếp tục lăn với 5 trận đấu còn lại của lượt trận thứ 10. Không giống như 2-3 vòng đấu trước thì đây là vòng đấu được xem là sát khách khi không có bất cứ đội khách nào giành được chiến thắng. Tuy nhiên đây lại là vòng đấu có khá nhiều điểm nhấn và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những điểm nhấn đáng chú ý của vòng đấu thứ 10 của V-League 2011. Cũng giống như 2 vòng đấu vừa qua, trọng tài vẫn là tâm điểm của vòng đấu thứ 10 V-League 2011. Tại sân Lạch Trai thì trọng tài Võ Quang Vinh, người điều khiển trận đấu giữa Vinsem Hải Phòng và BKMX Bình Dương, đã bị khán giả phản ứng rất mạnh mẽ bởi những tiếng còi có phần bất lợi cho đội chủ nhà. Số đông khán giả Đức Cảng thì cho rằng trọng tài đã cố tình bắt bất lợi cho đội chủ nhà Vinsem Hải Phòng, và đó cũng là lý do khiến khoảng 5.000 khán giả lưu lại trên khán đài A để dùng những lời lẽ khó nghe khi tổ trọng tài rời sân. Dùng lời lẽ phản ứng chưa đủ, khoảng 30 phút sau khi trận đấu kết thúc, hàng trăm cổ động viên quá khích tiếp tục bao vây trước cửa khán đài A sân Lạch Trai để bày tỏ sự tức giận với hành vi đập cửa, đi kèm là vô số những lời lẽ hăm dọa. Đứng trước sự cố bất ngờ này, giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn đã yêu cầu lực lượng an ninh Hải Phòng áp dụng các biện pháp bảo vệ để đưa tổ trọng tài rời sân an toàn. Và đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tức là hơn 60 phút sau khi trận đấu kết thúc, trọng tài Võ Quang Vinh và các đồng nghiệp mới thoát khỏi vòng vây của nhóm cổ động viên quá khích Hải Phòng. Cùng lúc đó thì tại sân Cao Lãnh, nơi diễn ra trận đấu giữa tập đoàn Cao Su Đồng Tháp và Khatoko Khánh Hòa, những cổ động viên vốn nổi tiếng là hiền nhất cả V-League trong các mùa giải qua lại tỏ ra rất bất bình trước những quyết định đầy bất lợi cho đội chủ nhà tập đoàn Cao Su Đồng Tháp của trọng tài Phùng Đình Dũng. Nếu có mặt trên sân vận động Cao Lãnh vào chiều qua để theo dõi trận đấu giữa tập đoàn Cao Su Đồng Tháp và Khánh Hòa, mới thấy những tiếng còi của trọng tài là cực kỳ bất lợi cho các cầu thủ tập đoàn Cao Su Đồng Tháp. Không biết vô tình hay cố ý mà ban tổ chức giải lại tiếp tục bố trí trọng tài Phùng Đình Dũng điều khiển trận đấu giữa tập đoàn Cao Su Đồng Tháp và Khánh Hòa. Mùa trước thì cũng chính ông là người điều khiển trận đấu giữa Đồng Tháp và Khánh Hòa ngay tại sân Cao Lãnh. Và đó là trận đấu mà trọng tài Phùng Đình Dũng đã có những tiếng còi cực kỳ có lợi cho đội khách Khánh Hòa, khiến huấn luyện viên Phạm Công Lộc đã có những tranh cãi đầy gay gắt với tổ trọng tài sau khi trận đấu kết thúc. Hai điểm nhấn đáng kể nhất liên quan đến trọng tài diễn ra tại sân Lạch Trai và sân Cao Lãnh. Dù hai đội chủ nhà Hải Phòng và Đồng Tháp đều có điểm và các đội khách cũng không thua, tuy nhiên vấn đề ở đây là những tranh cãi liên quan đến các trọng tài bao giờ mới giảm ở sân cỏ Việt Nam. Một điểm nhấn đáng chú ý khác ở vòng đấu thứ 10 của V-League 2011 đó là việc đội bóng Hà Nội ACB thoát được vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng đã đeo đổi họ trong suốt 9 vòng đấu vừa qua. Khi hôm qua thì Hà Nội ACB đã vượt qua đội bóng xếp ngay phía trên mình là Đồng Tâm Long An với tỷ số 3-1 trên sân nhà hàng đẩy, qua đó dừng vị trí chót bảng lại cho đội bóng của Bầu Thắng. Sau 10 vòng đấu thì Đồng Tâm Long An được 6 điểm, còn Hà Nội ACB được 7 điểm, hai đội bóng này chiếm hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thì xếp ngay phía trên hai đội bóng này là Hòa Phát Hà Nội được 11 điểm. Có 4 đội có cùng 12 điểm sau vòng đấu này là Thanh Hóa, Xi Măng Đợi Vista Ninh Bình, Navi Ban Sài Gòn và Vinsem Hải Phòng. BKMX Bình Dương thì được 13 điểm, trong khi đó Quảng Gia Lai có 14 điểm. Các đội bóng đang nằm ở top 5 là Hà Nội TVT được 17 điểm, Khánh Hòa cũng có 17 điểm. Tập đoàn Cao Su Đồng Tháp thì được 18 điểm, SHB Đà Nẵng có 20 điểm và Sông Lam Nghệ An 23 điểm. Cũng cần lưu ý là Sông Lam Nghệ An và Hà Nội TVT đã thi đấu 11 trận, trong khi 12 đội còn lại chỉ mới thi đấu 10 trận. Vâng, và như vậy là V-League 2011 đã khép lại vòng đấu thứ 10. Sau vòng đấu này thì Đồng Tháp vẫn tiếp tục nằm ở top 3, cụ thể là vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Và lượt trận tiếp theo, tức là lượt trận thứ 11, sẽ được diễn ra vào Chủ nhật tới. Đồng Tháp lại được thi đấu trên sân nhà Cao Lãnh. Và đối thủ của Đồng Tháp là đội bóng đến từ cố đô Hoa Lư, Xi Măng Đợi Vista Ninh Bình.